không bể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh, vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ thảm số lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ là gì, bởi vì nó không chống nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kệ bậy rồi anh sẽ uống chốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi, đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài đúng không ạ. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó xót cả các âm tuyệt vời, khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả như ấm áp vào mùa đông mát mẻ cầu nhiệt. Bởi vì cái con có khả năng cách nhiệt, các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn nhìn cùng ngay và phát triển khi nào của trẻ. Thường đây là một cái xe ghế mà rách luôn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tảm số 30 x 30 x 1 cm như thế này, chỉ có giá 150 ngàn thôi. Và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trắng ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị luôn ạ. Đến với lại chuyên nghiệp này của nhà mình sẽ lên bộ combo lên tới 10 tấm thảm xốp 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá là 160.000 thôi. Và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị các bạn đúng không ạ. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng hình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn luôn ạ. Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback như này nhé tất cả các tình yêu ơi. Rồi, tình yêu muốn xem cái gì tình yêu ơi? Rồi, trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Nhà mình sẽ có dòng 1 và dòng 2 cm dành cho tất cả các anh chị. Bốc sao? Không có xem được cái đó. Con lại đang làm gì mà? Đến ra là để mẹ nhìn. Nó đưa mẹ. Cái gì? Đưa mẹ đâu? Để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lập mục đích thật là mua nhiều tấm xốp như thế này ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cắt âm, cắt nhiệt, người tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt mịn của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nên thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh, vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ là gì, bởi vì nó không chống nước, vì vậy các bạn bé cần để bày quán để cho xốp. The Bluetooth device is connected successfully. Đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng không? The Bluetooth device is connected successfully. Rồi, nhớ anh chị là đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị các bạn đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, anh chị dòng thẩm sĩ, dòng cây, nhà mình đều có đầy đủ gì cho tất cả các anh chị các bạn ạ. Khi nhận sản phẩm này của mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà bên mình tốt thì cho mình xin được phép nhận lại cho tất cả các tình yêu ơi. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 2 cm cho bạn xem nha. Dòng 1 cm là dòng dày vừa, còn dòng 2 cm là dòng dày dặn chắc chắn. Nếu như bạn có độ bền cao, nếu bạn muốn sử dụng cho thời gian dài và đến chục năm thì bạn nên sử dụng dòng 2 cm dùng cho nhà bên mình luôn nha.
thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dầm thẩm số, dầm thẩm chữ và dầm thẩm hình. Nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn ạ. Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình cần bất cứ vấn gì, các bạn hãy thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị các bạn nha. Rồi phút vô kia chơi đi, để mẹ làm gì cây nha con nha, được không? Vô trong cái phòng kia đó, đi vô kia rồi xíu cho mẹ vô với Phúc nha. Lão nhã nhìn nhận chia. The video model. The Bluetooth device is ready to tell. Ngày nay tạm số nó sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người rồi. Các bạn có thể sử dụng những dòng thẳng sốt lót sàn như thế này của nhà mình dùng để lót sàn, đi coi nhà cửa, trang trí nhà cửa. Các bạn có thể sử dụng dòng thẳng sốt lót sàn như thế này của nhà mình dùng để thực phẩm và tập yoga. Đặc biệt trong các gia đình có con nhỏ. Thoại nó đâu có xài được, Thoại mình đang quay clip mà. Sốt này làm được sốt lên vang thì sẽ không được cho bệnh viên để có độ đại độ cao, các bạn đang nhắc cùng các ông các chị có những tình cảm với chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà chị nó sẽ bảo vệ mình ra con bút để không bị dị ứng một cái đến ngày thì Phúc tự ánh nét đi và cái chị sử dụng dòng chiếu điện chiếu phẩm đúng không, không để được bảo vệ được không. The video model. Chị chơi nha, nha. Chị mẹ làm gì chút xíu hà. Battery is low. Please recharge in time. Rồi Phúc đi qua vô chị chơi đi ha. Không có ấy được không đó. Không có được không. Mà đi vô nhà đi nha. Biết giỏi rồi đi ra chỗ khác cho tôi nha. Mình lấy ghế kia ngồi kìa, ngồi vô ghế kia kìa, chứ ngồi đây sao mẹ bán hàng nha, được không chạy cha. Ủa cô bán hàng hả? Cô có bán hàng cho mẹ không? Cô có bán không? Rồi những chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn đúng không ạ. Thanh điện thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các chị và các bạn nè. Đặc biệt là gì tất cả không có lục cái đó, no quánh nè. Đây, ngoài ra là gì tất cả bên ngoài những dòng thẳng sốt lót sàn ra thì nhà mình có dòng quay của cầu trượt xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang. Ê, đi đây chị khác, con lấy đâu nha, đừng chập nha. Bây giờ ngồi im hay là rồi anh Đồng? Nói cho nghe. Cầm đi chỗ khác. Vậy thì ngồi đây là ngồi im. Đừng chọc nha. Rồi giật đi ra chỗ khác mà giật. Đừng giật ở đây. Chỗ tôi đang làm việc kia. Ôm mẹ vô. Nhanh lên. Lái nhá mỗi sự. Lái nhá gì liền chia. Chốt lót sàn như thế này để về lót sàn để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh vật, thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm sốt như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm cái miếng sốt nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng sốt lớn. Tuy nhiên muốn gì nói cho mẹ nghe coi. Có thể là mua thật là mua nhiều. Lấy quạt bật lên cho nát với nhau nha. Sốt này làm từ sốt tây. Phải sao này không? Trả lời mẹ như vậy.
đó hả? Sức khỏe của người cha mẹ có phải là không? Dạ. Khả năng kháng khuẩn cách âm cách nhiệt thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ mẹ cái con để không bị dị ứng, không bị dị ứng. Mỗi lần tiếp xúc tôi không có thích những cái chị nó hoài. Và các chị sử dụng dòng chiếu thì mẹ không thích những đứa trẻ hư, không bể bảo vệ những đứa trẻ nhẵn nhẽo, đệm nó quá dày không hả? Không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt, một tẹo nặng hết ạ. Thảm số lát sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì? Bởi vì nó không tắm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy tẹo bậy đoán thức uống trót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi. Đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng mẹ. Nó còn bảo vệ cho các bạn. The Bluetooth device is connected successfully. Battery is low. Please recharge in time. The video mode. Đưa ra chỗ khác nha, mẹ quay chút xíu đi rồi mẹ ấy với Phúc được không? Không được thì Phúc ngồi bên hông đi nha. Rồi, nhớ chị nào nếu mà live stream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị các bạn được mà. Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân cổ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm mình. Nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Khi nhận được sản phẩm nhà của mình nếu chất lượng tốt, các bạn cho mình xin một feedback như thế này được mà. Ngày nay thẩm số lót sàn đã được ứng dụng cực kỳ rộng rãi rồi. Các bạn có thể sử dụng dòng thẩm số lót sàn như này của nhà mình dùng để lót sàn, đi coi nhà cửa, trang trí nhà cửa. Các bạn có thể sử dụng nó dùng để tập võ và tập yoga. Các bạn có thể sử dụng trong các gia đình có con nhỏ rất là nhiều đoạn, bởi vì sốt này chính là sốt Eva nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi, khả năng kháng khuẩn, khả năng cách âm và khả năng cách nhiệt cực kỳ tốt luôn. Sao con? Cái này là bấm của máy lạnh, không phải của tivi. Bấm của máy lạnh con không có được bấm, con không xài, xài là hư phải không? Cái nào? Lấy cái này hả? Lấy chai nước hay là lấy cái quạt? Rồi bấm đi. Đi ra ngoài hay là ngồi đây? Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình có bất cứ vấn đề gì, các bạn có thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn mà. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân cổ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nha. Bây giờ mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 2cm cho bạn xem ạ. Đây là dòng 1 và đây là dòng 2cm của nhà mình. Dòng 1cm là dòng dày vừa, còn dòng 2cm là dòng dày chắc chắn. Nếu như các bạn chỉ lót sàn bình thường thôi thì các bạn có thể sử dụng dòng 1cm. Nhưng nếu bạn sử dụng cho những sân tập võ, sử dụng cho khu vui chơi giải trí, hoặc lót sàn để cách âm cách nhiệt, hoặc là lót sàn để làm giả chống va đập và chống té ngã, thì lúc này bắt buộc các bạn phải sử dụng dòng 2cm dùng cho nhà bên mình luôn nha. Rồi, trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Nhớ chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình chưa follow, nhớ follow, thả tim, thả like. Và nếu như các chị cần em tư vấn gì nữa thì các chị cứ comment để em hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn được mà. Lấy giá mỗi sự. Lấy giá gì liền chia? Được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua dòng thẳng số lót sàn như thế này để phải lót sàn để đi coi nhà mình, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh vật, wow, đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm cái miếng số nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng con thôi. Mà con để cho nó đứng lại. Sốt như thế này ghép lại với nhau nha. Sốt này là sốt Eva nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn cách âm cách nhiệt thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt kính của này của nó. Không phải các chị sử dụng dòng chiếu trên chiếu quá mỏng đúng không, không bể bảo vệ được con yêu bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm
trong da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm số lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ rất là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy để bậy đoạn thì uống trót xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau từ sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi thì nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau thương, không chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó có cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả chưa ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng tăng nhiệt. Các mẹ có thể nghe mà bị bắt hiện tại bị đắp tay bị lồn lồn thì bên dưới hình gạch rất là lẻo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút và nhìn kích thích thị giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn số hàng chẳng không mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình, nhà mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã lên rồi, các bạn chỉ cần click ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà bên mình tất cả các bạn ơi. Mình đang lên một combo lên tới 10 tấm thảm xốp 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá là 160.000 thôi. Và các bạn lưu ý cho nhà bên mình là gì, hiện tại nhà mình đang về rất là nhiều mẫu sản xốp vân gỗ luôn. Nếu như các bạn cần mình tư vấn hoặc muốn mua mẫu sản phẩm nào của nhà mình, các bạn chỉ cần comment giúp nhà bên mình thôi để mình hỗ trợ anh chị và các bạn mà thẩm mỹ thẩm long phân khéo phân gỗ dành phần số dòng thẩm chữ và dòng hình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị và các bạn nè. Ngoài những dòng thẩm sốt lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay cuối cùng rửa xích đu cho bé thành chấn tựa thành chấn giường thành chấn cầu thang. Nhà mình sẽ có dòng sản phẩm từ 1 đến 2 cm dành cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 2 cm nè. Đây là dòng 1 và đây là dòng 2 cm của nhà mình. Dòng 1 cm là dòng dày vừa, còn dòng 2 cm là dòng dày dặn chắc chắn. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao, các bạn muốn xài bền được vài chục năm thì bạn nên sử dụng dòng 2 cm dùng cho nhà bên mình luôn nha. Rồi dòng 1 cm là sử dụng lót sàn bình thường, dòng 2 cm là lót sàn chống va đập và chống té ngã, dành cho những vận động viên thi đấu trong môi trường với cường độ cao, dành cho những khu vui chơi giải trí khi có nhiều người qua lại, nó sẽ không xẹp và không hề bị lúng đúng không ạ. Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback như thế này cho tất cả các bạn. Cái gì cao phố dạ chờ phúc ngủ à, và ráp cho phúc ngủ hả? Rồi mẹ đưa cho phúc nha, được sự ráp nha, phải trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể ráp ở trên ghế quá trời nè con, để về lót sàn để phúc ở đây nè con, để trang trí nhà cửa để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh vật, thêm lộng lẫy đúng không ạ. Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng trong thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được đích thực là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước, bé không bị lúng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không bể hết bảo vệ được con yêu của bạn, đệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm số lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ thấy là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy để bậy đoạn thì uống trót xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau từ sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sắp cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ đây đến dưới, và nó sẽ bảo vệ cho mẹ, đưa đây 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 cho
mẻ bầu hẹp, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì khí hình gắn đại là sẽ lại nhau người dân trường một cái điểm té ngã đó. Xuống đây các bạn có thể nhìn trên xuống của nhà bên mình. Nhà bên mình lấy ghép thêm và có những thêm mình như thế này nó sẽ thu hút bạn. Lấy ghép thêm ở đây còn nào, ở đây còn nào của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ sản sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có cần dùng quạt cho nó mát à? Vô thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ lên cho bạn một combo 38 tạm số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà bên mình cho tất cả các thứ ơi. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ của nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị có bảo nè. Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình, nếu chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback như thế này nha tất cả các thứ ơi. Rồi hiện tại nhà mình đang lên cho thử yêu là dạng một combo lên tới 18 thảm xốp 60x1cm. Nó chỉ có giá là 160.000 thôi và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị. Đây là mẫu sản phẩm 60x60 như thế này của nhà mình. Dẹp ạ, Phúc. Rồi. Cái gì? Xíu nữa mẹ ngủ với Phúc, bây giờ cho mẹ khoảng 20 phút nữa được không? Mẹ đang quay clip nha. Rồi, thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình. Nhà mình đang có đầy đủ dạy cho tất cả các anh chị và các bạn nè. Khi nhận được chất lượng sản phẩm của nhà mình tốt thì cho mình xin một feedback như thế này nha tất cả các tình yêu ơi. Ủa sao sao con? Sao con? Sao? Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đình co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng, nó không bánh mất cả cái thức phần mua nhiều tập xốp như thế này thì ghép lại với nhau nha. Xốp này là mẹ xốp đơn giản, mẹ quay clip xong rồi mẹ đi sẽ chúc phúc được không? Có độ đàn hồi cao, có khả năng giảm cái này sẽ cắt nhiệt thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt của này của nó. Không phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không bể bảo vệ được con yêu bạn, đệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ nói là gì? Bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kẻ bậy đồ ăn thức uống trót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau từ sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi thì nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí mà khám phá thế giới bên ngoài đúng mạng, đúng mà bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó có cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả như ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì khí hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Đến với có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có hại hơn mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn nào. Ngày hôm nay nhà mình sẽ lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần những lót cho diện tích nào như thế nào, hãy comment cho mình chuyển tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị luôn nè. Trong năm chỉ có ngày và ngày rồi. Em cảm ơn tình yêu Long Lương Phi đã cái gì tiếp với livestream ngày hôm nay của nhà bên mình nha. Đến với livestream ngày hôm
nay của nhà mình đang lên cho thì yêu một combo lên tới 10 tấm thảm xốp, nó xài 60-60 nhìn 1 cm như thế này, chỉ có giá là 160.000 thôi, và mình sẽ có hỗ trợ ship cho tất cả các anh chị các bạn nha. Nếu như anh chị nào mất quá nhiều tiền ship thì các anh chị hãy comment giúp nhà bên em để em hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nữa mà. Thẩm mỹ thẩm long vân khéo vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Khi nhận được sản phẩm nào của mình, nếu như mua về đỡ sàn mà không biết không gian diện tích của nhà mình cần phải mua bao nhiêu tấm, các bạn hãy comment giúp mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn. Ngoài dòng thảm xốp lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay cuối cầu trượt xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang. Rồi nhà mình sẽ có khung lều chống ngủ cho bé. Bạn thích sản phẩm nào chỉ cần click ngay vào chúng mua thôi. Còn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà mình nha. Nhà mình sẽ có độ dày từ 1-2 cm dành cho tất cả các anh chị các bạn ạ. Trên tay mình đó chính là dòng 1 và dòng 2 cm. Dòng 1 cm là dòng dày vừa, còn dòng 2 cm là dòng dày dạng chắc chắn. Và như các bạn đã biết là dạng dòng 1 cm là sử dụng để lót sàn bình thường thôi. Còn dòng 2 cm sẽ sử dụng cho những quý bạn tập võ hoặc là khu vui chơi giải trí. Nó có độ bền lên tới vài chục năm dùng cho nhà bên mình nữa nha. Nếu như các bạn có điều kiện các bạn cứ sử dụng dòng 2 cm dùng cho mình. Còn nếu không phải chỉ cần sử dụng dòng 1 cm là đã được dùng cho nhà bên mình rồi. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà bên gym rồi, các bạn chỉ cần click ngay vào chua mua. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ vững vàng trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để lót sàn, để đề co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm phong linh và thêm độc đáo như vậy. Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu hay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng cho tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể gặp được chất thật là mua nhiều tấm xốp như thế này ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, có mùi thơm giúp sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cắt âm, cắt nhiệt, tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà dây nó sẽ bảo vệ cho làn da non luôn, không cùng bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt thịt của này của nó. Có phải các anh chị sử dụng dòng chỉ quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu bạn. Đệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ rất là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy tẻ bậy đoạn cứ uống trót xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi này, nó sẽ bảo vệ út của các bạn là không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài đúng không ạ. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu. Đồng thời dòng thảm xốp của mình nó có cái âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi vị trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những âm áp và mùa đông. Bây giờ thì không có nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì bên dưới hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy quần quần của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không? Bạn thích màu xanh thì các bạn thích màu đỏ, bạn thích màu tím thì có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà bên mình, nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn như nào. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ có một combo 36 tặng như thế này chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ những cái này mà không trái nên cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần lót cho diện tích nhà như thế nào hãy cho mình biết chủ đề chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị nữa nè. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhập lên là kia rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu cũng yêu mẹ vậy hả? Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu thay đệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều
nhiều hơn nữa. Thạp sốt mát xà nó sẽ gồm những cái miếng sốt nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng sốt lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể đặt mục đích thật là mua nhiều tấm sốt như thế này ghép lại với nhau nha. Sốt này làm từ sốt eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cực tốt cho tất cả các anh chị và các bạn. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, sẽ không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt thịt của này của nó. Có phải các chị sử dụng nhóm chứng thì chứng quá mỏng đúng không? Không để bảo vệ được con thấy nó ở đâu hết. Nếu quá dày mong các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng hôm nay nó sẽ có rất nhiều lấy đi. Nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Cảm xúc nó sàn như thế này của mình thì nó sẽ thấy là gì nào? Nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy để bậy đoán thức uống rất sốt. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau từ sơ qua thôi là nó đã sạch cả nhà của mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi này, nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là không bị đau cho các trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sóng cả ở các phòng tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả các ống áp và bộ đông mát mỹ phòng hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì mình thấy gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là rất là trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quần của nhà bên mình, nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh những kích thích tiền giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều màu sắc, một cái màu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn rồi nha anh chị, là đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân cổ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và chữ mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn nè. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình không bất cứ vấn đề gì, các bạn hãy thông báo cho shop hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhà mình đã lên rồi, các bạn chỉ cần click ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà bên mình nhé tất cả các anh chị ơi. Hiện tại nhà mình vừa mới về thêm cái dòng sản phẩm là 62x62x1cm như thế này. Cái này là của dòng Vân, cái màu này được gọi là cái màu xanh lính nha. Tự nhiên ta quên mất màu xanh này đây, được gọi là màu xanh lính. Ngoài ra các bạn lưu ý cho nhà mình cũng mới về một số dòng mẫu của dòng Vân gỗ dày từ 1 đến 1.5 cm như thế này nha. Thực sự luôn, cái dòng này của nhà mình hiện tại đối với dòng dày như này thì cho 30 nghìn tấm thôi, và nếu như bạn sử dụng dòng mỏng hơn thì nó chỉ có là bao nhiêu vâng, các chị không nghe nhầm cho mình đâu, các chị chỉ cần bỏ ra cho mình với số tiền là 23 nghìn. Nó có là dòng Vân gỗ, và dòng Vân gỗ của nhà mình hiện tại là đây. Bây giờ mình sẽ lên dòng 62x62x1.5 cm là dòng Vân gỗ. Và dòng Vân gỗ này là siêu dày, siêu sướng và siêu đã dùng cho nhà của mình luôn. Em nói thiệt, xài một lần trong đời là em nói thiệt, nó độ bền lên tóc của nó là đến vài chục năm luôn nha. Nên các chị có điều kiện các chị cứ sử dụng dòng dày dùng cho nhà bên em nha. Rồi, diện tích phòng 3m50 khoảng bao nhiêu tấm 2cm. Rồi, diện tích phòng là 3.50 là 3.50m2 hay là 3.5 x 3.5 tình yêu ơi. Nếu như diện tích của tình yêu là 3.5 x 3.5 thì tình yêu sẽ cần là 6x6 = 36 tấm nha. Diện tích phòng là 3.5m2 hay là chiều dài chiều rộng 3.5 thì nhiều ơi. Ủa 3.5m2 thôi hả? Rồi. Thì như em nhớ không nhầm khoảng tầm là 10 tấm thôi, thì nhiều đợi em một chút xíu nha. Cái điện thoại em nó bị đơ rồi. Thì nhiều đợi chút xíu để em mở máy tính lên, em lấy cái phím chia cho thì nhiều nha. Cái điện thoại em nó bị đứng im này. Như muôn vàn tình tố. Rồi, bằng. Bằng 3.5 đúng không? 10 tấm tình yêu ơi nha. Tình yêu sẽ cần 3.5m2 thì như sẽ cần là 10 tấm nhất nhiều ơi. 10 tấm của dòng 60x60 nha, 10 tấm của dòng 60x60 dùng cho nhà bên em nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ lấy cái dòng 60x60x2cm cho tình yêu xem nha. Đây là dòng sản phẩm 60x60x2cm của nhà bên em nha. Đối với dòng sản phẩm này của nhà em, các bạn lưu ý dòng 2cm như thế này của nhà bên mình. Hiện tại nè,
Hiện tại các bạn lưu ý cho nhà bên mình nha, là nhà mình sẽ còn màu kem, màu nâu đậm, màu xám đen, màu hồng, màu xanh lá, ok không? Cái mã số 18 trong giỏ hàng, mã số 18 trong giỏ hàng của nhà mình thì nó sẽ là dòng 60x2cm của nhà mình. Và nhà mình sẽ có hai dòng vân, đó là dòng vân nhám và dòng vân khế. Bạn mua dòng nào của nhà bên mình cũng được. Còn cái dòng vân gỗ sau lưng mình chỉ có dòng là 1.4cm thôi, ok không đó? Các bạn lưu ý, nếu như các bạn mua một lần 10 tấm mà mỗi dòng 2 spec phí ship quá cao thì bạn chia ra hai đơn, mỗi đơn là 5 tấm giùm cho nhà mình thôi nha. Rồi 3.5m² thì chúng sẽ cần là 10 tấm của dòng 60x60 cho nhà mình thôi nha. Nhà mình sẽ có dòng 1 và dòng 200m dành cho tất cả các anh chị các bạn ạ. Nếu bạn thích sản phẩm nào chỉ cần click ngay vào chủ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã ghim rồi, các bạn chỉ cần click ngay vào chủ mua. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn đúng không ạ? Ngoài những dòng thảm sốt đó sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quen của cầu trượt xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang. Rồi khung lều chống mũi cho bé nhà bên mình cũng sẽ có luôn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn dòng sản phẩm là dòng 1, dòng 2 đúng không? Nhưng mà nhà mình sẽ có thêm dòng 1.5. Và dòng 1.5 hiện tại nhà mình đang có hai kích thước, đó là bao nhiêu ạ? Đây là 47x47 15.000 một tấm. Và 60x60x1.5m nó sẽ là 30.000. Và dòng vân gỗ thì dòng bề mặt trắng men nên các bạn sẽ dễ dàng vệ sinh, dễ dàng lau chùi hơn nha. Rồi, bây giờ những chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa thì bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nữa ạ. Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị và các bạn nha. Ngày nay thảm sốt đất sàn đã được ứng dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người rồi. Các bạn có thể sử dụng để dập này đây không được, để đó, để đó, hết chỗ để rồi càng yêu không nhớ nhá. Về ném xuống dưới đi, ném xuống dưới đi. Chứ giờ sao lại có chỗ để đâu chàng trai ơi. Ui chà, để rồi. Hay quá ha. Cậu xé hết cái lót ghế cho mẹ rồi đó. Nha, đi ra nha. Hết chỗ ngồi rồi. Mẹ đẩy Phúc ra đây nha, cho Phúc ngồi cho dễ nha. Đây nha. Rồi, ngày nay thảm xốp lót sàn đã được ứng dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người. Các bạn có thể sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình dùng để lót sàn, đi co nhà cửa, trang trí nhà cửa. Các bạn có thể sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình dùng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa đúng không ạ? Bởi vì xốp này chính là xốp Eva nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi, khả năng kháng khuẩn, khả năng cách âm và khả năng cách nhiệt kỳ tốt luôn. Nó sẽ giúp bảo vệ cho làn da non nớt, bé không bị dính, không bị mẩn ngứa mỗi lần sử dụng. Và tùy vào nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể mua ít hoặc là mua nhiều những tấm thảm xốp để lót lại với nhau như thế này. Ví dụ như khi bạn sử dụng chiếu thì chiếu nó sẽ hơi mỏng một chút xíu. Khi các bạn sử dụng nệm thì nệm nó sẽ hơi dày. Bởi vì nệm hơi dày ít vệ sinh, ít vệ sinh thì chất chứa nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra một số loại bệnh viêm da, cơ địa, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn ạ. Nhưng khi sử dụng dòng thảm xốp lót sàn như này của nhà mình, bởi vì nó không thấm nước khi các bạn vẽ bậy tè bậy, đồ ăn thức uống có bị rớt xuống, thì bạn chỉ cần lấy một tấm khăn ướt bạn lau chùi sơ qua thôi thì nó cũng đã sạch được cho nhà mình rồi. Sử dụng những dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình hầu như các bạn mua là nhờ độ đàn hồi, và càng dày thì độ đàn hồi càng cao, càng dày thì xài càng sướng, càng đã dùng cho nhà mình. Và chính cái độ đàn hồi này nó sẽ giúp bảo vệ cho con của bạn, bé sẽ không bị đau khi bé vui chơi giải trí khám phá thế giới bên ngoài. Khi bé tập đi, khi bé tập trượt, khi bé tập bò, nó sẽ giúp bảo vệ cho những vận động viên chuyên nghiệp không bị chấn thương trong trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời là dưới tặng yêu, nó sẽ có độ cách âm và độ cách nhiệt. Cách âm là gì? Khi bé la hét âm thanh từ tầng trên nó không vang vọng xuống tầng dưới. Đối với chị ông miền Bắc sau một Tết chính là mùa nồn, đi dưới gạch nó sẽ hơi bị ẩm ướt và đôi khi là dễ bị trơn trượt, dễ bị té ngã. Nếu nhà có em bé hoặc là người già cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nhưng khi sử dụng những tấm thảm xốp lót sàn như này của nhà mình, nó sẽ giữ ấm đôi chân và cơ thể bạn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, thì bạn sẽ thấy trên quầy quầy của mình đã có rất nhiều màu sắc, và cái màu sắc này đầu tiên nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Và đây chính là một trong những nguyên nhân mẹ không thể nào bỏ qua được dòng thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, có vậy mỗi người có một sở thích về màu sắc khác nhau. Có bạn thích màu này và có bạn thích màu kim. Thì nhiều màu sắc các bạn có thể là gì ạ? Lựa chọn được cái màu sắc theo sở thích của nhà của mình đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị và các bạn nè. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình sẽ lên một combo lên tới 10 tấm thảm số 60x60x100m như này, chỉ có giá là 160.000 thôi, và nhà mình có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị và các bạn đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, sao? À, bây giờ đi xuống hả? À, đi xuống chăm xem hay sao? Trời ơi, thương mẹ dữ vậy hả? Thương cha. Ô, thà ơi. Có tư vấn không? Có.
có tình yêu ơi, ui chú hỏi tư vấn kìa, Phúc xuống cho chú tư vấn kìa. Tình yêu ơi, cái comment của tình yêu bị ẩn rồi, em không có thấy nha. Rồi Phúc xuống để mẹ tư vấn cho chú rồi, mẹ